Kính thưa cô chú các chị cùng đại gia đình kính mến, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 2024 tại xã Dương An, huyện Dương Khánh, tỉnh Khánh Hòa để tưởng niệm đại là cúng lễ Thanh Minh tại nghĩa trang Chính Khúc, xã Dương An. Giờ Lượng Anh đi quay tổng quan bên ngoài của nghĩa trang cho cả nhà mình cùng tham quan và cùng xem nha cả nhà. Đây là đường lên nghĩa trang đó cả nhà. Tục danh là núi Chính Khúc nha cả nhà. Hàng năm theo chu kỳ là cứ hở Thanh Minh là ở nghĩa trang có tổ chức cúng Thanh Minh. Còn về phần tâm linh thì coi như hàng năm, năm nào cũng vậy thôi. Lượng Anh đi quay một vòng tròn hết cả cái trong Chính Khúc là thuộc về độ 8 xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Nhưng mà nơi này là nơi chôn cất tất cả các người đã chết đi. Một đồi núi xanh rất là đẹp nha đại gia đình. Đây là cổng nghĩa trang cả nhà. Nhưng mà người ta không đờ nghĩa trang mà người ta đờ nghĩa địa xã Diên An nha cả nhà. Thường thường thông thường thì ta đờ nghĩa trang, nhưng đây đờ nghĩa địa. Đây là nơi chôn cất những người quá cố đã ra đi mãi mãi không về, là tại nghĩa trang Chính Khúc, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Lượng Anh đi ghi hình cho đại gia đình mình còn xa, cô dì chú xím cậu mợ từ trong nước cũng như ngoài nước. Nếu mà gia đình mình có thân nhân ở đây thì hàng năm là có cúng tổ, cúng dỗ Thanh Minh cho tất cả các vong linh nằm tại nghĩa trang Chính Khúc để về dự hương đăng hoa quả của các tất cả các công dân về tập trung để cúng kính cho những vong linh đã khuất. Mời đại gia đình mình cùng đi tham quan và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp núi rừng ở huyện Diên Khánh, xã Diên An, tỉnh Khánh Hòa. Thì Lượng Anh đang quay vòng vòng bên ngoài cho cả nhà mình cùng xem. Còn nghi thức lễ thì chưa có cúng cho nên Lượng Anh là chưa có quay được. Trong nghĩa trang này thì có những
người đã khuất là anh em dòng họ chúng ta nằm tại nghĩa trang này. Cho nên hàng năm là vào dịp tháng 3 là nhằm ngày Thanh Minh thì xã Diên An có tổ chức lễ cúng Thanh Minh tại nghĩa trang xã Diên An. Đây là nhà linh đó cả nhà. Trong nhà linh thì thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng hai bên hộ pháp. Thì đoạn video này có hơi dài nhưng cả nhà mình cũng nên xem qua để cho biết là nghĩa trang chính khúc xã Diên An nằm nơi nào, địa phận nào. Có những nghĩa trang đẹp lắm nha cả nhà. Đây phần mộ cũng tùy theo người nha cả nhà. Có người nhà giàu thì họ làm khang trang hơn, có người nhà nghèo thì họ làm mức trung bình. Nhưng ở đây theo chỉ thị của Ủy ban xã Diên An á, thì làm đồng loạt chứ không có ai mà làm trên làm dưới hết, cùng một kiểu luôn. Sắp tới giờ cúng nha cả nhà. Đã dành thì Lượng Anh không có thuyết trình nữa để coi thầy ta cúng nha. Đờn trống đồ quýnh ầm ầm, thành ra là Lượng Anh không có thuyết trình được. Cả nhà mình cùng vừa đi tham quan vừa xem và vừa hương khói cho tất cả các vong linh nằm tại nghĩa trang xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Rồi mời tiếp tục cả nhà mình cùng xem video của Lượng Anh Vlog nha. Thank you.
Thank you.
Oh.